Chào các bạn, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trang Lê Fitness của mình. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh thì mình xin tự giới thiệu, mình là huấn luyện viên Trang Lê. Mình đã ở trong ngành fitness này đã được 8 năm rồi và mình có kinh nghiệm về tập luyện này, về dinh dưỡng, về lifestyle làm sao để có thể giữ được một cơ thể cân bằng và khỏe mạnh nhất. Vì vậy nếu các bạn cảm thấy kênh của mình bổ ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube channel của mình nhé. Và như ở tiêu đề ngày hôm nay các bạn có thể thấy, đó là những cái quan niệm sai lầm của bạn về việc giảm mỡ cho vòng 2 cho cơ bụng của mình và những bài tập phù hợp để các bạn có thể có được vòng 2 săn chắc một cách nhanh nhất. Mình thấy hai vấn đề mà nhiều người mắc phải nhất và khiến cho họ rất khó để có một vòng 2 săn chắc. Đầu tiên là về chế độ dinh dưỡng. Lượng calo in, đó là lượng calo các bạn nạp vào, phải bằng hoặc thấp hơn lượng calo out, đó là lượng calo các bạn đốt đi. Ở phần này mình sẽ nói rõ ở những video lần sau. Cái vấn đề thứ hai đó là các bạn có những quan niệm sai lầm về việc tập. Vì vậy, nếu các bạn chỉ tập luyện vòng 2 thì các bạn có thể giảm mỡ được không? Câu trả lời là không. Nhưng nếu các bạn tập luyện toàn bộ cơ thể đúng cách thì các bạn có thể giảm mỡ được vòng 2 không? Câu trả lời là có. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bài tập và những động tác sẽ giúp các bạn làm được điều đấy nhanh nhất nhé. Ở phần này mình sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên đó là cardio, thứ hai đó là tập bụng. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị thả và khăn để tập luyện ngay thôi, bởi chắc chắn là các bạn sẽ phải đổ mồ hôi đấy. Let's go. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị ngay bây giờ vào bài tập nhé. Và mình sẽ tập trực tiếp cùng với các bạn từ 2 đến 3 hiệp. Thế nên là chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau để hoàn thành bài này một cách tốt nhất nhé. Nào mọi người ơi, chúng ta khởi động một chút cho cơ thể nóng nhé. Are you ready? Nào bây giờ bắt đầu. Động tác đầu tiên là động tác jump squat. Ok, mọi người sẽ có 15 giây để chúng ta hít thở, nghỉ và đổi sang động tác tiếp theo. Are you ready? Động tác tiếp theo, high knee. Let's go. Ok, hít thở lại một chút. 15 giây, nghỉ. Nào chúng ta cùng đến với động tác thứ 3. Bobby, bắt đầu.
hít thở, vừa xong là ba động tác cardio để đẩy mạnh nhịp tim của mình. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu tập bụng nhé. Nào chúng ta cùng đến với động tác tiếp theo, V up. Ở động tác này chúng ta cố gắng là bật người lên thật mạnh và ngồi hẳn dậy. Thở lại một chút. Nhưng bây giờ mình đã tăng nhịp tim rất là cao và bây giờ đang rất mệt rồi. Thế nhưng đây là lúc để mình tập luyện hiệu quả nhất. Nào tiếp theo, chúng ta nằm xuống, động tác cross curl, tay sẽ chạm vào mắt cả chân các bạn nhé. Bắt đầu. Hít thở, vừa nãy là mọi người thấy chúng ta sẽ tập trung nhiều vào cái phần cơ bụng chéo của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung xuống phần cơ bụng dưới nhá. Nào, động tác tiếp theo, scissor, các bạn sẽ nâng người lên này. Và bắt đầu. Hey, keep going. Bài tập tiếp theo, sau khi bụng trên, bụng dưới, bụng chéo, bây giờ sẽ là eo. Let's go. Hít thở. Bài tập vừa xong, ngoài việc tập luyện vào phần eo, mọi người sẽ tập một chút vào phần tay vai, sẽ cực kỳ tốt. Nào, keep going. Bài tập cho phần lưng của mình. Chúng ta nằm xuống. Các bạn đã sẵn sàng bơi chưa? Mình sẽ bơi dưới sàn nhé. Let's go. Remember, I used to be that kid that every day would get rejected. That got my story, the glory was painted on a song. I'm mortified but feel immortal. It's pen to this paper, always open up different portals. It's I and me, it's me and I. By myself, I'm down a ride. I'm taking on the tide. Signs of tsunamis touching the sky. I got a quick scan. It's time to move. Leaving everything else behind. I got something to prove. I'm just riding away, no, I ain't running away. I
got memories set, oh, I'm just finding my place. Where I belong to, feeling glory in my soul. Ok, hít thở lại. Nào, mình cần một bài cuối cùng. Đó là bài challenge. Là xong cái set này mọi người nhá. Nào, let's go challenge ở bài này. Mình sẽ có blank. Vừa nãy thì mọi người đã tập cardio và chúng ta đã tập những bài tập bụng rồi. Thì bài plank này là bài mình luôn tập luyện vào cuối cùng. Bởi vì plank thì nó sẽ vận động toàn bộ cơ thể. Hầu như tất cả các nhóm cơ ở trên cơ thể đều được vận động một lúc. Và đây là một bài tập kết bài nó rất là phê mọi người ạ. Thế là cố gắng nhá, mình sẽ giữ trong vòng từ 45 giây đến 1 phút mọi người nhá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một round. Và các bạn có thể thấy trong một round vừa rồi mình sẽ có 3 động tác. Đầu tiên là động tác cardio và những động tác còn lại là sẽ tập luyện cho toàn bộ phần bụng của mình. Đối với bản thân mình, vừa tập luyện xong thì mình cảm thấy cơ thể mình rất là mệt, nhịp tim tăng cao này. Và nhất là phần bụng của mình đã siết rất là nhiều. Và mình mong là các bạn cũng sẽ có những cái trải nghiệm như vậy và hiệu quả. Đừng quên là một round thì sẽ không thể đủ đâu. Thế nên chúng ta hãy cố gắng tập luyện từ 2 đến 3 round là tối thiểu trong một buổi tập nhé. Mình mong là những chia sẻ vừa rồi của mình thì sẽ giúp ích cho các bạn và giúp các bạn có một phần 2 săn chắc hơn. Nếu các bạn cảm thấy cái kênh YouTube của mình và những cái video này hay và bổ ích thì đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube channel của mình nhé. Đừng quên là có nút chuông thông báo ấn ngay vào để nhận được những video mới nhất mỗi tuần. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye.